nghi phạm hé lộ thù lao được trả khi tấn công khủng bố ở Moscow. Một nam giới bị bắt vì nghi có liên quan tới vụ tấn công khủng bố trung tâm hòa nhạc Krokus City Hall ở Moscow, Nga, cho biết đã được hứa thưởng 500.000 rúp, tương đương 5.400 đô la Mỹ. Tôi bắn những người ở Krokus vì tiền. Tôi được hứa sẽ được thưởng 500.000 rúp. Nghi phạm cho biết một nửa số tiền được chuyển vào thẻ và một nửa số còn lại sẽ nhận được sau. Đối tượng này đã đánh mất thẻ trong khi cố trốn sự truy đuổi của các nhân viên hành pháp. Theo hãng tin TASS, thông tin trên được tiết lộ trong một đoạn video đăng trên kênh Telegram của tổng biên tập RT Margarita Simonian. Đoạn phim được ghi khi các nhân viên hành pháp thẩm vấn nghi phạm này. Đối tượng này cho biết đã nghe bài giảng của một nhà thuyết giáo trên Telegram trước khi những kẻ chủ mưu vụ tấn công tiếp cận anh ta. Khi được hỏi thêm về những gì đã làm ở trung tâm hòa nhạc Krokus City Hall, nghi phạm cho biết nhiệm vụ của anh là giết người và giết ai không thành vấn đề. Nghi phạm cho biết vụ tấn công khủng bố được tổ chức trên kênh Telegram và một người nào đó đã cung cấp cho hắn vũ khí. Cơ quan hành pháp và lực lượng an ninh Nga đã bắt tổng số 11 nghi phạm sau vụ tấn công khủng bố ngày 22 tháng 3. Thông tin chi tiết về danh tính của nghi phạm và hoàn cảnh vụ tấn công đang dần được tiết lộ. Bộ Nội vụ Nga xác nhận không có nghi phạm nào là người Nga. Theo Cơ quan An ninh Nội địa Nga, FSB, cuộc tấn công đã được lên kế hoạch và thiết kế cẩn thận để tối đa hóa thương vong. Ủy ban điều tra Nga cho biết, tính đến chiều ngày 23 tháng 3, số người tử vong trong vụ tấn công khủng bố một ngày trước đó đã lên đến 133. Khi đống đổ nát được dọn dẹp, số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã lên tới 133, trong đó có thi thể của ba em nhỏ. Cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.